Xoáy nước có thể rất thú vị nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Xoáy nước nguy hiểm bởi tốc độ, sức mạnh và sự bất ngờ, vì nó có thể di chuyển từ nơi này tới nơi khác. Khi gặp chúng, ngay lập tức những dòng xoáy sẽ cuốn lấy và kéo bạn xuống đáy nhanh chóng. Đây là hiện tượng thiên nhiên do hai dòng nước ngược chiều gặp nhau và cuốn phong. Vị trí xuất hiện thường là những vị trí gấp khúc của dòng sông, hoặc do có những vật cản giữa dòng như các tảng đá, trụ đỡ của cầu, hay ở những eo biển hẹp, thủy triều cũng có thể gây ra xoáy nước. Tùy thuộc vào khối lượng nước và lực va chạm, các xoáy nước sẽ xuất hiện với các kích thước khác nhau. Với tốc độ dòng chảy lên tới 40 km/h, Shawmen, một eo biển ở Na Uy, là nơi tạo ra xoáy nước lớn nhất và mạnh nhất thế giới.